Xin chào các bạn. Trong video này tôi có nhận hỗ trợ cho một cái bạn có sử dụng cái máy Wacom B5002, thì cái cụm polygon của bạn á, là nó bị dơ, nó bị dơ ha. Thì mình lắp vô máy mình test cho các bạn xem ha. Thì cái nội dung cái chữ nó các bạn thấy ha, nó bị sọc trắng nè. Cái tờ bên tay phải của mình ha, các bạn thấy ha, đây sọc trắng không à, chữ M. Thì cái trường hợp này các bạn đã xác định được là do bị cái bụi mực bám vô trong mấy cái gương của polygon ha. Bây giờ mình sẽ in một tờ counter cho các bạn dễ theo dõi, nó bị ngay chỗ đỉnh tam giác luôn, là coi như bị sọc trắng mất tiêu luôn các bạn. Đây các bạn thấy ha, còn cái sọc đen là rất là rõ, còn những sọc kế bên thì rất là mờ. Rồi như vậy thì xác định được polygon rồi, bây giờ là chúng ta sẽ tháo nó ra, tháo ra khỏi máy và tiến hành vệ sinh nó nha các bạn. Trước tiên các bạn sẽ tắt nguồn máy photocopy. Sau khi tắt nguồn rồi thì chúng ta sẽ bật nắp cửa xuống. Đây, trước tiên các bạn sẽ tháo cái gương trắng của polygon ra ha. Có miếng kim loại các bạn bóp vô kéo ra. Đây, kéo cái gương trắng ra ngoài. Sau đó các bạn sẽ tháo hai ốc hai cái lỗ này ra. Hai ốc mà cố định cái nắp nhựa này nha các bạn. Các bạn tháo hai ốc này ra, sau đó các bạn sẽ lấy cái nắp nhựa ra bên ngoài nha các bạn. Cái cụm polygon laser nó nằm phía trong ha. Đây, chúng ta tháo hai ốc ra. Rồi. Các bạn tháo theo cái cách của mình ha, thì không cần phải mở nắp cửa phía trước ra làm gì đó. Rồi. Tháo ba cái giắc ra, một cái, hai cái, ba cái. Rồi, các bạn tháo ba cái giắc này ra, sau đó thì chúng ta sẽ tháo hai con ốc cố định của cái cụm polygon lại nha các bạn. Mỗi bên một con ha. Hai ốc nữa có lông đền nha các bạn. Các bạn lưu ý lắp đúng loại ốc. Rồi, bây giờ mình sẽ kéo cái cụm polygon ra ngoài. Các bạn hơi nghiêng một góc xuống chút xíu ha. Là chúng ta sẽ lấy được cái cụm polygon ra. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ tháo bốn con ốc đây. Tháo bốn ốc này ra. Sau đó là lấy cái nắp đậy ra. Thường mà lau chùi vệ sinh mấy cái cụm polygon các bạn lưu ý ha. Các bạn dùng vải trắng hoặc là mấy cái tăm bông đó. Loại lớn lớn một chút ha. Tăm bông dành cho người lớn. Đừng có lấy vít dẹp quấn vô vải lao lao nha, nó sẽ chạy polygon, chạy mấy cái gương, mấy cái kiến. Rồi đây, cái này các bạn bật lên để mình xoay qua bên này cho các bạn dễ theo dõi. Ở hai bên ở phía trước này có hai cái gờ nhựa nó móc vô ha. Các bạn bóp vô, đẩy lên hai chốt gài. Đây, bạn lấy được cái nắp ra bên ngoài ha. Các bạn thấy ha, cái kiến ở phía trên cùng nè, bụi mực quá trời luôn, bụi mực vô. Lý do bụi mực nó vào đây nhiều là do cái hopper các bạn á, bị xì mấy cái gon siêu á, nên là mực nó bung ra. Nên là các bạn lưu ý ha, nên xử lý luôn cái trường hợp đó. Còn cái cụm polygon này của cái anh khách anh mang đến đó, là thật ra nó không có cái kiến trắng nha các bạn. Ảnh làm gãi làm bể cái kiến trắng ảnh bỏ luôn. Lúc nãy đoạn đầu video á, mình có chắn cái kiến trắng vô á, để mình làm video cho các bạn xem hết cái trình tự để mình tháo ra. Rồi, biết được nguyên nhân là do ảnh làm gãi bể cái kiến trắng và ảnh tháo ra ảnh bỏ, nên là mực nó bị bung, mực á, thì văng vô bên trong. Anh cũng nói luôn là lúc anh vận chuyển đi anh hơi nghiêng, nói chung là anh để trong một cái túi cũng có mực bị đổ nữa nha các bạn.
Rồi, bây giờ thì các bạn sẽ lấy vải lau chùi sạch sẽ thôi. Đó, lau chùi vệ sinh thật là sạch sẽ hết mấy cái gương cầu. Sau khi các bạn lau xong, chúng ta sẽ lắp lại test vào máy thôi. Rồi, cái phần này các bạn cùng theo dõi ha. Mình lấy vải trắng này. Mình lau nó, các bạn thấy mực rất là nhiều. Mực nó trắng với cái gương này là do đó cái tia laser nó không có đến được đến bề mặt room, nên là những cái chỗ mà không đến được thì nó sẽ bị sọc trắng nha các bạn. Rồi, chúng ta cứ vệ sinh lau chùi từ từ thôi. Các bạn Rồi, tuyệt mình cứ đối vậy mình không làm thôi nha sử các bạn. dụng những Để cái các bạn cùng theo chất dõi video. tẩy Dạ, đừng rửa quên bấm đăng ký như kênh để có là phải phí giúp màn hình giúp mình nha. acetone hay là Các bạn R7 cần xịt vô máy thì hỗ trợ gì có thể tuyệt đối comment không phía nên sử dưới dụng. video, mình sẽ xem và sẽ Các hỗ bạn cứ trợ các vải bạn khô trong thời thấm gian sớm cồn nhất. rồi lau chùi thật là sạch là được nha các bạn. Không sử dụng xăng thơm acetone ha. Rồi đây các bạn thấy không? Mình lau qua cái bụi mực nó văng vô máy rất là nhiều. Nó văng vô trong bên trong cụm bologen này. Sau khi xử lý cái này xong thì các bạn cũng lưu ý ha, mình sẽ xử lý lên cái phần của hopper với PCU để tránh trường hợp là nói chung là không giải quyết được cái gốc. Mình đang làm phần ngọn thôi thì máy vẫn còn bung mực và nó cũng sẽ dơ tiếp và cũng lại NM tiếp.